Em mới về được mấy đôi củ loa dòng loa châu Âu. Đây là củ loa của châu Âu, bát 40, dòng loa châu Âu ạ. Bát 40. Tất cả củ gang đúc bao hàng xịn cho các bác nha. Các bác nào đang làm sân khấu sự kiện ngoài trời hoặc là đang làm sự kiện hoặc là loa của hội trường bị hỏng bị cháy thì rước em nó về. Mức giá rẻ cho các bác luôn, quá nhẹ nhàng. Các bác không tìm được đâu đâu. Em để cho các bác 8 triệu một đôi này. 8 triệu một đôi. Và bao nhá. Màng giấy, gân vải tẩm dầu, bát 40. Bát 40 luôn ạ. Bát 40. Hàng khủng. Con này thì không thể nhấc một tay được, không thể nhấc một tay được mà em đang vần nó. Đây phải gọi là em đang vần nó cho các bác nhìn. Các bác nhìn đây, từ côn bao zin xịn hết cho các bác luôn. Bát 40. Con này bao cho các bác phang thoải mái, phang ngoài trời sự kiện sân khấu hội hè. Nó đánh đồ đấy. Bao cho hết. Loại này mà đánh hết cỡ lên chắc cũng bay nóc nhà hàng xóm luôn. Đấy, bác nào đang làm sân khấu sự kiện hoặc là bác nào đang làm sự kiện ví dụ như là đám cưới thứ mà các bác đang dùng một số đôi loa đều đều ấy, nó thẳng đôi đều ấy, cái loại nano mắc ấy, các bác bỏ con bát ấy đi, nhấc con bát này vào làm đặt nó đánh mê luôn. Đúng chưa? Có nhìn chưa độ đẹp độ zin của nó chưa? Cái dâu nó làm nó kỹ, nó bảo vệ như thế này cơ mà. Có nhìn cái dâu này. Em chỉ cần quay một cái 8 triệu một đôi ạ, 8 triệu một đôi này. Nha. Loa châu Âu luôn đấy. Bác nào đừng có bác nào bảo loa tàu buồn lắm. Đây này. Em quay thật chậm cho bác nhìn cái đường keo chỉ này. Tất cả đây, bác nhìn cái đường keo chỉ này, các bác chơi loa các bác biết rồi đúng không? Đấy, keo chỉ của nó đây còn zin hết luôn. Zin keo chỉ của nó còn zin hết. Còn zin từ đường keo chỉ luôn. Zin từng đường keo. Tất cả khung này là khung bằng gang đúc luôn ạ. Khung đúc cũng gang luôn ạ. Đấy. À đây. À, cổ loa của nó đây được dập nổi luôn. Prison à, cái gì đây, Prison cái gì đây. Em không đọc được tiếng Anh, nói tiếng cho nhanh. Ở giữa đây là lỗ thông hơi. Lỗ thông hơi và màng bảo vệ côn trùng. Được chưa? Đấy, từ là hay. Từ 20 này. Đây là con Division à, Division PDI153001. Hàng bao xịn cho bác luôn nhé. Bác nhìn cái đường keo chỉ các bác biết rồi. Thang thoải mái luôn, 8 triệu đôi bát ạ. 8 triệu đôi bát ạ. Em cảm ơn các bác.